trong gió để kiếm chân kinh. Hận thù không sống trong tâm mình, người có nhẫn nhường nhịn thì mới chính là thông minh. Đừng nghĩ đời mình cứ nghèo là hèn, cứ sang là trọng, cứ tiền là xong. Những lúc hưng lúc suy, lúc thịnh lúc yếu, nhan đèn không có mà chống. Đừng cãi lý với những kẻ say, cũng đừng bắt tay với những kẻ xấu. Sống nhiều lời lẽ hay, Phật dạy ngắm lâu sẽ thấu. Bình yên luôn đến là từ bên trong, đừng mong nó ở bên ngoài. Lòng từ bi trải rộng